Nhắc đến Ninh Thuận, người ta nhớ đến ngay câu nói gió như phan, nắng như rang. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy sự khắc nghiệt của điều kiện khí hậu nơi đây. Nhưng chính điều đó tạo cho Ninh Thuận mang nét đặc trưng rất riêng bởi sự hoang sơ, kỳ vĩ của vùng đất, nắng, gió và cát trắng. Đến với Ninh Thuận, du khách chỉ mất khoảng 50 phút lái xe từ sân bay Cam Ranh hoặc 15 phút từ ga xe lửa Tháp Chàm để dễ dàng tìm đến khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ. Tọa lạc ngay sát bãi biển Ninh Chữ, một trong những bãi biển đẹp nhất tại Việt Nam, được khai trương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 9 năm 2006, trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ là điểm đến lý tưởng, đem đến sự trải nghiệm khó quên và mang lại những thời gian nghỉ ngơi thoải mái cho du khách trong và ngoài nước. Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ bao gồm 120 phòng đạt chuẩn 4 sao, được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã, đầy đủ tiện nghi trong một không gian hài hòa với hướng nhìn ra biển, giúp du khách ngắm nhìn mặt biển xanh ngát, tận hưởng những giây phút thoải mái và thư giãn bên những người thân yêu. Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng, chúng tôi còn mang tới những dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp, chu đáo và tinh tế khác nhằm góp phần tạo nên những kỳ nghỉ đáng nhớ cho du khách. Hãy bắt đầu ngày mới năng động bằng những bữa sáng buffet nhẹ nhàng và vô cùng dinh dưỡng tại nhà hàng Sea View. Ngoài ra, nhà hàng Sea View còn phục vụ các bữa ăn trưa, ăn tối theo yêu cầu của du khách, từ hương vị thuần Việt đến ẩm thực phương Tây được chăm chút từ các đầu bếp tài hoa trong không gian ấm áp, đơn giản và sang trọng. Bên cạnh đó, khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ còn có nhà hàng, nhà mát chuyên phục vụ các món ăn hải sản tươi sống với mức giá cả hợp lý. Đây là điểm lý tưởng để tổ chức các buổi họp mặt, liên hoan hay các bữa cơm thân mật cùng gia đình và bạn bè. Còn tuyệt vời gì hơn khi đắm mình trong những ly nước thơm ngon tại Selin Cafe để được hòa mình vào không gian biển trời, tận hưởng những cơn gió mát lạnh hay đơn giản thưởng thức một ly cocktail nồng nàn cùng người thân yêu tại hồ bơi ngoài trời với không gian thoáng đãng và lý tưởng. Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ còn là sự lựa chọn hàng đầu tại Ninh Thuận để tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tiệc gặp mặt, giới thiệu sản phẩm. Với hệ thống phòng và các sảnh tiệc đa dạng, nhiều chức năng được lắp đặt các thiết bị hiện đại cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Đặc biệt với hệ thống yến tiệc có sức chứa lên đến hơn 1.000 khách, với không gian mở có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu khách hàng. Nhà hàng Ocean chính là điểm lý tưởng để cho các cặp đôi tổ chức tiệc cưới sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn. Hơn cả một điểm đến, khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ là nơi tái tạo những kỷ niệm hạnh phúc, tiếp thêm năng lượng cho du khách sau những ngày làm việc mệt mỏi, và cũng là nơi góp mặt của tình yêu đôi lứa, nơi gia đình gắn kết bên nhau, nơi đem lại những trải nghiệm bình yên với biển. Đặc biệt, sự chu đáo, lòng hiếu khách của đội ngũ nhân viên sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khó quên tại vùng biển đầy nắng và gió. Cùng nhau khép lại năm cũ và chào đón một năm mới 2020 với một năm nhiều hy vọng và thành công, khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ xin gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng hành, hợp tác và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sự yêu mến và niềm tin của quý khách chính là niềm tự hào, là thành công to lớn của chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển. Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao, càng tốt hơn nhu cầu của quý khách. Xin kính chúc quý khách và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.